Đã có những lúc thì là mình đã phải nghĩ đến việc đó là đi phẫu thuật. Nhưng mà bởi vì thì mình là một cái đứa mà rất là rát với mọi người, cho nên là mỗi khi mà nghĩ đến việc phải đụng tới dao kéo thì là mình rất là sợ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của mình. Thời gian vừa qua thì là mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi của mọi người, hỏi mình là làm như thế nào để có thể khiến cho cái khuôn mặt có thể thon gọn và nhỏ lại. Thì mình có nghe một số bạn chia sẻ lại với mình rằng đó là đã phải cố gắng giảm cân để với mong muốn đó là giúp cho cái khuôn mặt có thể thon gọn hơn, nhưng mà vẫn không có kết quả. Thì theo mình thấy đó là nếu như mà cái cấu tạo xương gương mặt của chúng mình vốn dĩ đã to rồi ấy, thì là đương nhiên cái việc mà mọi người giảm cân thì cũng sẽ không giúp cho cái gương mặt có thể nhỏ lại được. Thực ra thì là trước đây cái khuôn mặt của mình khá là to, chứ nó không kiểu được thon gọn như thế này đâu mọi người ạ. Và gò má của mình thì có hơi cao một chút. Đã có những lúc thì là mình đã phải nghĩ đến việc đó là đi phẫu thuật. Nhưng mà bởi vì thì mình là một cái đứa mà rất là rát với mọi người, cho nên là mỗi khi mà nghĩ đến việc phải đụng tới dao kéo thì là mình rất là sợ. Còn chưa kể là sau này nó còn có thể gây lên biến chứng nữa, cho nên là mình vẫn chưa dám đi phẫu thuật. Và trong cái khoảng thời gian đó thì là mình đã phải đi tìm hiểu xem là có cái cách nào có thể giúp cho cái khuôn mặt của mình có thể thon gọn và nhỏ lại mà không cần phải sử dụng đến dao kéo không. Thì rất là may mắn mình biết đến được một cái phương pháp, một cái liệu pháp khôn ghi độc quyền của Jackson Beauty. Thì mọi người có thể hiểu đơn giản thì đây là một cái liệu pháp mà có thể khắc phục được những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt và cơ thể một cách tự nhiên mà không cần phải sử dụng đến dao kéo. Rất là an toàn cho sức khỏe về lâu dài. Theo thông tin mà mình tìm hiểu thì đây là viện trị liệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp duy nhất có lịch sử 40 năm chỉ sử dụng đôi bàn tay để tạo hình khuôn mặt và cơ thể. Và hiện tại thì đã có hơn 130 viện trị liệu trên khắp thế giới. Và khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết một điều rằng là có rất là nhiều người nổi tiếng cũng như là những thần tượng bên Hàn Quốc của mình đều tin dùng cái phương pháp này. Nên là đương nhiên mình cũng phải thử rồi. Và hiện tại bây giờ thì là mình đã làm được 5 buổi tại đây rồi và mình có nhận thấy là cái gương mặt của mình thay đổi rất là tích cực. Nên là mình đã quyết định đó là quay lại video và chia sẻ lại với mọi người về cái quá trình mà mình làm ở Jackson. Và cụ thể hơn thì ngay bây giờ mọi người hãy đi cùng mình trải nghiệm cái liệu pháp này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi mà bước chân vào trong đó là môi trường rất là chuyên nghiệp. Khi mà mình mới bước vào thì đã được tất cả các bạn nhân viên ở đây đứng dậy chào đón bằng tiếng Hàn, rất rất là đáng yêu. Vì là viện chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Hàn, cho nên là phong cách dịch vụ cũng theo kiểu Hàn luôn. Đầu tiên thì là mình sẽ được một bạn tư vấn viên tư vấn cho mình. Bạn ý sẽ giải thích giúp mình hiểu rõ hơn về phương pháp khôn ghi thần kỳ. Sau đấy thì bạn ấy có tư vấn rất là kỹ cho mình về cái tình trạng khuôn mặt của mình. Và mình đã quyết định là chọn một cái liệu trình, đó là làm nhỏ gọn mặt. Với liệu pháp của Jackson Beauty bên em thì sẽ là phải chăm sóc về cơ thể của mình trước, để giúp là đào thải độc tố này, cũng như là lưu thông khí huyết toàn bộ cơ thể mình trước đã. Sau đó thì sẽ mới tiến hành những cái bước là chăm sóc về trị liệu về gương mặt. Sau khi được bạn ý tư vấn cho liệu trình phù hợp thì mình được bạn ý đưa vào phòng thay đồ. Phải nói rằng là cái phòng thay đồ ở đây đẹp và sang trọng lắm luôn đấy mọi người ạ. Có phòng tắm này, có cái bàn trang điểm này, có tủ đồ, mật mã rất là kiểu mang phong cách của Hàn Quốc đấy mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện liệu pháp này thôi. Bước đầu tiên thì là bạn chuyên viên sẽ chăm sóc phần lưng của mình để giúp cái phần lưng của mình được giãn cơ, thẳng đốt cột sống và giảm tình trạng mỏi cơ. Bước này đối với mình thì mình thấy khá là thoải mái. Sau đó thì bạn sẽ tiến hành đến bước chăm sóc cơ phần cổ vai gáy cho mình. Bước này sẽ giúp làm mềm cơ, giải tỏa cơ ở phần cổ vai gáy của mình, giúp cho tuần hoàn máu của cơ thể được lưu thông tốt hơn. Không những thế, khi mà chăm sóc cái phần cổ và lưng ấy thì nó còn giúp làm lưu dẫn cái hệ bạch huyết ở trong cơ thể, giúp đào thải độc tố này và vừa có thể giúp chăm sóc cơ thể được tốt hơn và vừa có thể giúp làm cái da rẻ của mình được sáng khỏe hơn nữa. Tiếp theo thì bạn ấy sẽ tẩy trang, làm sạch da mặt cho mình, rồi mời cô viện trưởng người Hàn Quốc vào làm khuôn ghi phần mặt cho mình. Từ nãy đến giờ thì là bạn kỹ thuật viên người Việt Nam làm cho mình, còn khuôn ghi trên mặt thì chỉ có duy nhất viện trưởng người Hàn mới có khả năng thực hiện liệu pháp này thôi. Cô ấy sẽ điều chỉnh khuôn mặt của mình được nhỏ hơn,
cũng như là hạ gò má xuống cho mình vì gò má của mình có hơi cao một chút. Cái bước này thì là mình cảm thấy nó rất là vi diệu, chỉ với đôi bàn tay mềm mại này thôi mà có thể dùng được lực và các kỹ thuật của mình để lắng chỉnh được xương ở trên mặt. Lúc này thì mình cảm giác như là xương của mình di chuyển được ấy. Nhưng mà so với phương pháp phẫu thuật bằng dao kéo thì cái này an toàn hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì bạn kỹ thuật viên sẽ vào và thoa kem dưỡng da, kem chống nắng và dưỡng môi cho mình. Mình vừa mới trải nghiệm xong cái buổi liệu trình của Jackson. Mới đầu làm thì mình có cảm thấy đó là hơi đau bởi vì chưa quen. Nhưng đến buổi thứ 5 rồi cho nên là mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và bây giờ thì là mình đang cảm thấy rất là thoải mái. Khi mà mình sử dụng hai bàn tay mà mình áp lên mặt như thế này ấy, thì là mình có cảm nhận thấy đó là khuôn mặt của mình nhỏ đi đáng kể. Và đặc biệt một điều đó là khi mà mình thích đến Jackson, đó là ngoài cái việc giúp cho cái khuôn mặt của mình nhỏ và thon gọn đi lại hơn ấy, thì là cái phần cơ của mình ấy thì đã bớt đau mỏi hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn tác động lên cái phần xương và phần cơ của mình ấy thì rất là dễ chịu. Không biết là mọi người có nhìn qua cam thì mọi người có thấy rõ hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, thì là da của mình đang rất là mịn, nó căng mướt đấy mọi người, rất là thích. Ngoài ra thì là sau khi làm 5 buổi xong thì là mình có nhận thấy đó là hai cái phần xương hàm của mình thì đã nhỏ gọn hơn, khuôn mặt thì đã nhỏ đi trông thấy, và cái phần gò má này của mình thì cũng được hạ xuống một chút, khiến cho cái khuôn mặt của mình được thon thả và mềm mại hơn. Và mình tin chắc chắn một điều rằng đó là khi mà mình làm xong 20 buổi thì sẽ có hiệu quả rất là bất ngờ. Sau khi mà kết thúc buổi liệu trình thì lại còn có hai quả trứng và một tách trà nữa. Mình rất là thích và mình nghĩ là mọi người có thể hoàn toàn xem đây là một cái sự tham khảo để tìm ra cho mình được một cái phương pháp làm đẹp an toàn và tốt cho sức khỏe. Nếu như mà bạn nào cũng gặp phải cái vấn đề như mình mà muốn làm đẹp an toàn mà không cần phải sử dụng đến dao kéo hay là không lo biến chứng thì là mọi người có thể đến session nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video này. Nếu như mà mọi người yêu thích cái nội dung video này của mình thì hãy tặng cho mình một like và share. Và đừng quên là follow các trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook và Insta để chúng ta có thể gặp nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ xin phép là sẽ kết thúc cái nội dung video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái nội dung video tiếp theo.